Tết nay bạn và gia đình có dự định đi đâu check-in ngay tại Sài Gòn hay chưa? Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người cận cảnh công viên Bạc Tỷ ven sông Sài Gòn chuẩn bị đón khách. Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sẽ đưa vào sử dụng một số hạng mục vào ngày 23 tháng 12. Cơ bản là hoàn thành dịp Tết Nguyên Đán để người dân vui chơi và giải trí. Công viên Sài Gòn có diện tích với khoảng 20 ha, có chiều dài khoảng 600 m, bề rộng là trung bình là khoảng 40 m, kéo dài ngay từ cầu Ba Son, phạm vi bến tàu đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm. Công viên bờ sông được thiết kế thân thiện với thiên nhiên, có nhiều cây xanh, thảm cỏ và đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng. Được cải tạo công viên dài 600 m, rộng là 40 m và từ hầm sông Sài Gòn qua cầu Ba Son ha quý anh chị. Và kinh phí đầu tư với cái dự án này khoảng là 90 triệu đồng, nguồn từ xã hội hóa. Thì ngày 23 tháng 12 này, một số hạng mục thuộc công viên sẽ được hoàn thành, như là cánh đồng hoa hướng dương nè, rất là nhiều người mong đợi. Khuôn viên trồng cây ven bờ sông, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, cầu tàu, trong đó đồng hoa hướng dương với rộng lớn là 5.200 m2 và dự kiến có 15.000 cây trổ bông đúng ngay cái dịp Tết dương lịch này. Số còn lại thì 20.000 cây thì sẽ nở rộ vào dịp Tết Nguyên Đán để người dân có thể là du ngoạn, tham quan, giải trí, chụp hình. Trong Tết dương lịch, ngoài cái cánh đồng hoa hướng dương sẽ có nhiều cái sự kiện hấp dẫn, hoạt động đặc sắc chào đón năm mới 2024. Bên cạnh đó, chuỗi bè nổi trồng thủy sinh cùng một số phần sân chơi sinh hoạt cộng đồng cũng hoàn thành trước ngày 23 tháng 12, tạo một không gian vui chơi trong dịp lễ Giáng sinh nè, Tết dương lịch. Cùng với những hạng mục trên là bãi đậu xe, nhà vệ sinh cộng đồng cũng đưa vào khai thác đồng bộ để người dân thuận tiện vui chơi, hưởng ngoạn. Những hạng mục còn lại công viên đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ, trước Tết Nguyên Đán 2024 sẽ hoàn thành. Riêng một số hạng mục cần nhiều thời gian và công trình có quy mô thì sẽ được cải tạo, như là cầu Ông Cày thành đường đi bộ, công viên sinh thái rộng 6-7 ha, dự kiến tháng 4 năm sau sẽ đưa vào sử dụng, tạo một điểm nhấn cho một thành phố Thủ Đức mong muốn tạo đến một điểm đến vui chơi cho người dân. Hoa hướng dương sẽ là một biểu tượng thân thiện cho thành phố Thủ Đức với ý nghĩa tượng trưng cho sự tươi sáng, rực rỡ, phát triển, luôn vươn mình hướng về phía trước, một thành phố trẻ, năng động, sáng tạo, một thành phố Thủ Đức cực kỳ và là phát triển tiềm năng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.